Cha con mình, anh Hạt Dẻ và bé dâu là đi quẩy ở Đà Gang. Thì mọi người thấy này, hình ảnh của cô bé dâu rất là tự tin trước gia đình báo, nhưng mà khi mà vào trong cái môi trường gọi là nhún nhảy thì cô ấy cũng đã gọi là thùy mị nết na. Nhưng mà một lát sau, sau khi hòa nhập được rồi thì bố mày đứng lên bàn, bố mày nhảy luôn đấy, mọi người thấy không? Đây nên là ngày hôm qua là mọi người anh thấy là cái hình ảnh thành viên thứ năm của Blackpink là đứng lên trên bàn là nhảy sập sình rất Có là. Tao còn bao nhiêu clip đây nè, mày muốn tao cho mày à, coi? tại là ông kêu tôi lên Thế tao hả? kêu thì tao cho mày được bao nhiêu người để ý tới làm gì nữa, biết đâu người ta mời mày làm dancer được độc quyền ở cái quán The Gang nữa, mai mốt là mình đến thì mình lại còn được giảm 50%. Nhưng mà không hiểu sao cái khúc mà bạn ấy nhiệt tình thì rất nhiệt tình, mà khúc cuối nói mi ơi mi lát nữa mi trả tiền nhá, thì bạn ấy lại đi trên lên lầu và 3 tiếng sau bạn ấy mới xuống. Những cái khúc này thì công nhận là bạn tỉnh hơn bình thường đấy. Thì Hồng xin được chia sẻ với mọi người thông qua những cái góc nhìn như vậy, mọi người thấy rõ ràng là giữa Hồng và My lúc nào cũng luôn luôn tràn đầy cái năng lượng và sự vui vẻ. Nếu như mà chúng ta đến với hành trình này, chúng ta mang cái tâm thái rằng là chúng ta muốn có những cái niềm vui và những cái khoảnh khắc đáng yêu, thì chúng ta hãy cứ tập trung vào những cái điều đó. Và sau cái phiên live ngày hôm qua thì mọi người cũng đã thấy rồi, My và Hồng lúc nào cũng rất là năng lượng cùng với nhau và có rất là nhiều những cái khoảnh khắc đáng yêu. Chúng ta cứ nhìn vào những cái điều đó để cùng nhau xây dựng ra những cái hành trình càng ngày nó càng tốt đẹp nhiều hơn. Nào nào nào, đàng hoàng đi My, My ngồi lên, ngồi lên rồi. Và hôm nay thì Hùng muốn tâm sự với My khoảng 1 phút về vấn đề này. Nếu mà My cảm thấy ok được thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành luôn vào ngày mai, còn nếu như mà My cảm thấy không được thì chắc là chúng ta sẽ lại có cái cuộc nói chuyện nhiều hơn. Rồi thời gian qua thì ba thời gian qua ba và tao đi mệt quá thời gian qua là tao cảm thấy rằng là ở ở mày thiếu một cái. Nếu như mà mày khắc phục được cái này thì chắc chắn mày sẽ có sự tiến bộ hơn rất là nhiều. Nên là bắt đầu từ ngày hôm nay chúng Dậy ta sẽ sớm. không phải cái vấn đề dậy sớm này kia. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau có một cái quy tắc ha. Chúng ta sẽ có cùng một cái quy tắc, và nếu như mà sau ngày hôm nay chúng ta mà ai cứ sai cái quy tắc này thì chúng ta cứ dựa vào quy tắc chúng ta làm. Tại vì cái quy tắc tạo ra nó sẽ giúp cho bản thân mình có cái tính kỷ luật, và khi con người có tính kỷ luật thì con người sẽ giúp chúng ta trưởng thành và tiến bộ nhiều hơn. Thì bắt đầu từ ngày mai ha. Tao sẽ không gọi điện mày. Kêu là My ơi đến giờ live rồi mày qua nữa, tại vì tao thấy gần đây là mày vẫn đang bị lại cái tình trạng đó và tao cứ phải gọi điện. Và mày thấy không, hôm nay tao gọi cho mày không được, tao lại phải chạy qua tận nhà. Không, mất 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 máy tôi đóng mạng rồi. Tao gọi điện có mạng, thì đó khi vô tình tao chạy qua tao gặp mẹ mày đang đứng trước cửa, mẹ mày kêu là mày đang ngủ đó, nên là để em lên em kêu nó. Nhưng mà rõ ràng mày thấy có nhiều khi mẹ mày cũng không kêu mày được, nhiều khi là tao phải gọi điện và tao nạt nộ mày, hay là tao nói những cái câu nó thể hiện cái thái độ rằng là mày có dậy không, không dậy tao đấm cho mày vỡ mồm bây giờ đấy, kiểu vậy. Thì lúc đó mày mới dậy. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đặt ra một cái quy tắc bắt đầu từ phiên live của ngày mai ha. My sẽ chủ động qua đây mà không cần phải chờ tao gọi. Nếu như My có mặt đúng giờ thì chúng ta live, còn nếu như mà trong cái quá trình đang live mà vì My có vô tình là qua bị trễ hay là kia thì coi như là phiên live hôm đó là My cứ ở ngoài, My không cần phải vào. Tại vì My biết tại sao, từ nhà My qua văn phòng nó có mấy bước chân thôi. Mà bây giờ nếu như mà mình qua văn phòng mà lúc nào mình cũng phải chờ người khác gọi điện như vậy thì mình sẽ không thể trưởng thành được. Nó cũng giống như sau này khi mà My lên trường My đi học, thì bây giờ đến cái giờ đi học hay là đến cái giờ đi chơi, bây giờ trong một cái tiết học 2 tiết xong là nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ giải lao là 15 phút. Thì sau khi nghỉ giải lao xong là ông hiệu trưởng hay ông giám thị người ta sẽ đánh trống cho học sinh biết được cái tiếng trống đó là đến giờ vào học rồi. Thì tất nhiên là đến đến cái nghe cái tiếng trống đó là học sinh phải tự ý thức đi về cái lớp của mình, chứ chả có ông thầy giáo nào đi vào trong lớp và điểm danh coi học sinh nào đang không có mặt rồi đi ra ngoài trường kiếm xem là học sinh đó đang ở đâu để về cái họp được. Nên là bây giờ chúng ta phải tập cái tính nguyên tắc đó. Nên là bắt đầu từ ngày hôm nay cứ đến cái giờ mi đúng giờ thì mi live stream, còn mi mà qua trễ thì coi như là buổi live hôm đó mi không cần phải xuất hiện nữa. Mi đồng ý không? Mọi người chúng ta có đồng ý bắt đầu từ ngày hôm nay Hùng sẽ có những cái quy tắc dành riêng cho mi để mi trưởng thành hơn? Thì Hùng hy vọng rằng cái điều đó nó cũng giống như sau này khi mi phải đi học. Việc đi học ở 7 giờ bắt đầu vào học là mi phải tự ý thức vào, chứ chả có ông giáo viên hay cô giáo nào mà ra đi tìm từng đứa học sinh xem coi học sinh mình nó đang ở toilet hay nó đang ở ở căng tin hay là như thế nào. Mày không vào ta cho mày sổ vào trong sổ đầu bài, mai ta mời phụ huynh, đúng không mọi người? Nên là rõ ràng chúng ta phải tạo ra một cái quy tắc thì con người ta mới có tính kỷ luật và con người ta trưởng thành hơn được. Mi đồng ý không? Vì sao đó anh tôi chưa chưa trốn đi học đi trên net rồi đó. Thì đó, đấy là anh của My ha. Còn bây giờ thì My bây giờ đã khác rồi, My bây giờ đã 6 tháng rồi, My bắt buộc phải bây giờ khoan, bây giờ My có đồng ý cái đó rồi? Mới Ok, ngoắc tay rồi, mọi người đã lại thành cái ngoắc tay đấy nha. ở trường Rồi có tiệm net rồi.
Rồi. 10 triệu 600 ngàn người xem đã làm chứng cho cái bóc tay. Rồi bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai là Hùng sẽ không có gọi cho My nữa. Mỗi lần là phải gọi cho My là phải rất là nhiều thứ như vậy thì sẽ làm cho My có cái cảm giác là dựa dẫm và thụ động. Đó, nên là chúng ta sẽ cùng nhau để cho My dần dần học cái ý thức nha. Sai ở đâu mình sửa ở đó. Cứ qua đây chúng ta không nhất thiết rằng là suốt ngày phải gọi điện như vậy để My cảm thấy rằng là đây là một cái chuông báo thức, tôi đặt báo thức kia đặt cho vui thôi. Còn chuông báo thức thì là ông Hùng. Thì ok, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra cái quy tắc như vậy để My nó càng ngày nó càng tốt đẹp nhiều hơn. Rồi ok. Và một lần nữa Hùng xin được chia sẻ lại. Dạ dạ. Cứ để đó không sao đâu chị, lát em lấy. Thì ok, một lần nữa Hùng xin được chia sẻ lại. Hùng thấy là sau cái buổi live ngày hôm qua thì có rất là nhiều người dùng những cái câu từ cực kỳ là nặng nề dành cho My. Thì Hùng xin được chia sẻ lại. Nếu như những người mà đang xem live ở đây, mọi người ở góc độ là người đã có con cái rồi, đổi lại nếu con của mình bị những cái lời lẽ như vậy thì mọi người có cảm thấy mình là một người không văn minh hay không? Vậy thì bây giờ Hùng xin được chia sẻ lại, My là một cái đứa trẻ đang mới lớn. Chúng ta hãy dùng tình yêu thương và cái lòng bao dung để cảm hóa giúp cho My trưởng thành hơn, chứ không phải chúng ta dùng những cái sự bức xúc của bản thân để chúng ta lăng mạ lên một cái đứa trẻ. Cái điều đó Hùng cảm thấy không có cùng tần số với mình. Và nếu như ai cảm thấy rằng cái câu chuyện ở đây đã làm cho mọi người không còn vui nữa và mọi người cảm thấy bực bội thì không sao, Hùng luôn dành cái sự cảm ơn cho mọi người trong thời gian vừa qua. Còn nếu như ai mà bây giờ cứ đồng hành mà dùng những cái ngôn từ cực kỳ nặng nề cho một cái đứa trẻ như vậy thì Hùng xin phép là mọi người chúng ta có thể dùng những cái tình yêu thương đó cho một cái ai đó, đem lại niềm vui cho mọi người. Còn trong cuộc sống này mọi người phải hiểu rằng là người đẻ ra My, là mẹ của My, nhiều khi chửi con mình còn thấy xót chứ huống chi mọi người là người ngoài xem live đâu. Mọi người dùng những cái câu từ như vậy nó khá là nặng nề với một cái đứa trẻ. Nên Hùng xin được nhắc lại cái quyền riêng tư, nhiều khi bố mẹ là người sinh mình ra, nhưng cái quyền lựa chọn hay là như thế nào đó là quyền quyết định của mỗi cá nhân. Ngay cả mẹ My cũng đôi khi cũng đâu phải là muốn con mình như thế này hay là lựa chọn hạnh phúc cho con mình mà My đã chấp nhận đâu. Cái đó là để cho My tự quyết định. Và Hùng xin được chia sẻ lại một lần nữa là sau phiên live ngày hôm qua cũng có rất là nhiều người họ lên live và xuyên tạc ra những cái điều nó không có đúng. Ví dụ như cái phiên live của cái chị tên là Hồng FC báo tớ thích cậu gì đó, lên phiên live nói đủ thứ. Nào là đây là cái kịch bản do ông Hùng ông suy diễn ra bắt cho con My và Cubin phải nói theo. Tôi nói thật với mọi người, nếu như tôi giỏi thao túng tâm lý như vậy thì bây giờ Cubin nó đã đi học nghề tóc và con My nó đã học giỏi chữ rồi. Nên mọi người chúng ta đừng bịa ra những cái câu chuyện nó suy diễn nó rất là tào lao như vậy. Nên là My ngồi dậy là tao nói với mày đúng một câu này. Ở trong cái cuộc đời này á, khi mà mày đúng mà ai nói mày đúng thì đó là bạn của mày. Còn ai nói khi mày sai mà ai nói mày sai thì đó là cha mẹ mày. Còn ai thấy mày sai mà cứ bẻ cong mọi thứ để cho mày đúng thì đấy là xã hội rất là phức tạp, mày đừng có gần gũi những cái người như vậy. Mày hiểu không? Nên là rõ ràng là cái mình sai mình phải nhìn nhận và bản thân mày cũng đã thừa nhận cái điều đó rồi thì mày thấy rõ ràng. Quan trọng nhất là con người ta chỉ thấy cái điều sai mà mình cứ lẩn trốn đi cái điều đó, nó sẽ không giúp cho con mình sau này trở thành một cái người có ích được. Nên là cái gì mình sai mình nhìn nhận thôi. Cái điều quan trọng nhất rằng là mọi vấp ngã của mày tao vẫn sẽ luôn ở bên cạnh để đồng hành và giúp đỡ mày trải qua những cái điều đó. Ok, tao cũng dành một sự xin lỗi cho mày nếu như trong thời gian vừa qua có thể là có những cái sự khắt khe dành cho mày, làm cho mày cảm thấy không vui hay này kia. Nhưng mày phải hiểu rằng là tao cũng chưa lập gia đình, tao cũng chưa thực sự là có con. Như là những cái tao làm cho mày rồi. Ờ, đây là con rơi con rớt chứ không phải con tao tự rặn ra. Ok, đấy. Thì mày phải hiểu rằng là nhiều khi người mà người ta đã có con rồi chưa chắc người ta cũng đã có thể là kiên nhẫn với con mình hết lòng được. Nhưng mà tao bản thân một thanh niên ba mấy tuổi là nhiều khi chưa lập gia đình mà tao cũng đã cảm thấy mình đã rất kiên nhẫn. Thế dành cái sự chỉ cho ông dặn con ra xong rồi ông đi hút cứt cho con. Thì tao hút cứt hay là tao đeo tã hay là tao móc cứt ra cho nó cũng được, miễn là trong lòng tao cảm thấy hay là cái điều đó nó vui là được. Ok rồi, ok mọi người. Và Hùng cũng xin được chia sẻ luôn, sau phiên live ngày hôm nay chúng ta nếu như còn yêu thương và còn muốn thấy được cái câu chuyện nhân văn này thì mọi người cứ đồng hành. Nhưng mà chúng ta đừng có dùng những cái câu từ gì nó vượt quá đi, hay là những cái điều gì mà nó không hay, hay là toxic dành cho My, hay là bất cứ những cái đứa trẻ nào nữa. Hùng xin được nhắc lại, giống như hôm qua sau phiên live Hùng thấy có rất là nhiều người mang cái tư tưởng như thế này, như là cái gì nhỉ, thuyền này chỉ chìm khi mà ông Hùng có người yêu. Và bắt đầu mọi người lại có những cái cực đoan dành cho Hùng là bây giờ bắt buộc Hùng phải cô độc. Và nếu như ông Hùng mà có người yêu thì chắc chắn rằng là cái đó mới là cái sai lầm. Thực sự mình nghe mình cảm thấy nó cứ cuộc buồn cười sao á, mình không hiểu được. Xong rồi có một cái mà mình cứ ngồi mình suy nghĩ, nếu như giả sử là những cái điều đó mà nó diễn ra là Hùng đi, thì không biết là My là một cái đứa trẻ chỉ có 15 tuổi thôi mà mọi người đã dùng đủ cái lời lẽ lăng mạ sỉ bới dành cho nó, thì đổi lại nếu như là ông Hùng thì không biết là ông Hùng sẽ bị phải chịu những cái hậu quả hay lời nói như thế nào. Nên là Hùng cũng không thể hiểu được cái hình tượng như vậy hay là ra sao. Và hôm qua mày có nhớ trên live tao có nói một câu không? Hôm qua ở trên live Hùng có nói một câu. Hùng rất là tôn trọng cái quyết định và lựa chọn của My, nên là My cứ trải nghiệm đi. Nếu như mà My có nếu như mà My có hạnh phúc thì đấy là một cái điều mà Hùng cảm thấy rất là vui. Còn nếu như mà My có vấp ngã thì My quay về đây vẫn có Hùng ở đây đồng hành và bảo vệ.
Thì cái câu nói của Hùng ở đây ý giống như là một cái lời của người cha dành cho con, là con ra ngoài xã hội con có bị xã hội tát dầm bầm dập hay là gì nữa thì về bên cạnh vẫn có gia đình để cùng nhau bảo bọc và giúp cho con trưởng thành. Nhưng mà nhiều người lên live lại suy diễn theo một cái câu nói như thế này. Ý của ông Hùng nói là My cứ ra ngoài kia và yêu 10 thằng hay là bao nhiêu thằng cũng được. Nếu như mà hạnh phúc thì không sao, còn nếu như mà không hạnh phúc thì quay về đây, ông Hùng vẫn đang chờ để đón nhận cái hạnh phúc đó. Mình cũng không hiểu tại sao mọi người lại suy diễn ra những câu từ nó lại như vậy. Bởi vì mọi người phải hiểu rằng là tôi cũng là một thanh niên đầy đủ, chả thiếu cái gì cả. Tôi là người trực tiếp giúp cho My có một cái cuộc sống hiện tại như bây giờ. Tiên bây giờ bắt tôi đóng vai trò là một thằng dự bị để chờ xem sau này nó có lựa chọn tôi là cái hạnh phúc của nó hay không. Mọi người thấy nó quá buồn cười và ích kỷ với tôi không? Tôi thấy cực kỳ là buồn cười luôn á. Nghe nó cứ buồn cười, sao tự nhiên mình trở thành một cái thằng dự bị để chờ xem là con này nó lớn lên sau này nó có lựa chọn mình hay không, trong khi tôi chính là cái thằng mà chắp cánh cho nó. Rõ ràng ai cũng xứng đáng để có hạnh phúc. Bây giờ nó có hạnh phúc hay là như nào ai cũng vậy thôi. Điều quan trọng nhất rằng là khi My hạnh phúc, ông Hùng có hạnh phúc không, và khi Hùng hạnh phúc, My có hạnh phúc hay không. Cái điều đó là cái mục đích cuối của cái hành trình này, là tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Còn nhiều người xem phim ngôn tình hay cô dâu 8 tuổi nhiều quá, mọi người cứ suy diễn ra những cái kịch bản nó mắc cười lắm, tôi thấy cực kỳ là mắc cười luôn. Đấy, giống như cái nick mà Hồng gì gì đó lên thì, nè bây giờ tao hỏi mày một câu nhé, mọi người nói là hôm qua những cái thông tin đó là do tao dựng kịch bản lên để ép mày phải nói như vậy, để sau này mà lỡ như tao có người yêu thì đấy là cái la chắn, thì mày nghe cái câu đó mày cảm thấy như nào? Mày nghe mày nói chuyện đàng hoàng, vì cái khúc nào đàng hoàng thì tao đang hỏi mày phải trả lời đàng hoàng. Mắc cười. Mắc cười. Mày thấy không, có nhiều người họ mắc cười thực sự. Nếu như tao giỏi thao túng tâm lý mày như vậy thì bây giờ chắc mày đã là một cái cô gái khác rồi. Rất là nhiều người họ mắc cười bẻ cong sự thật đi, rồi từ sai rồi thành đúng, khiến cho My càng ngày càng khó để mà thay đổi được. Nên là mọi người chúng ta bỏ đi những cái suy nghĩ tào lao vĩ đao đó đi mọi người. Tôi nói thật là tại sao mọi người lại cứ dựng lên những cái câu chuyện nó hết sức là tào lao vĩ đao, xong rồi đem ra những cái câu chuyện. Ê! Rồi ok, mình nói thêm một lần cuối cùng nhá. Xong này nhiều người lại đem ra những cái câu thề của mình là ông Hùng cũng thề là 3 năm sau ông không có cái gì yêu ai để tùm lum la lên là chắc là chắc chắn là sẽ như vậy này kia. Tôi nói thật với mọi người, nó giống như trong một bộ phim thôi. Ví dụ như thằng lính nó thề với ông tướng, tôi thề tôi sẽ luôn trung thành và bảo vệ ông. Còn ông tướng ông cũng thề lại với thằng lính, tao thề tao sẽ luôn đem lại những quyền lợi tốt nhất cho mày nếu như mày giữ cái lời thề của mày. Nhưng mà rõ ràng giả sử đi, thằng lính cuối cùng nó thay đổi, nó thấy bên kia lợi hơn, nó phản bội ông này, thì tất nhiên lời thề nó sẽ không còn giá trị nữa. Cho mọi người chúng ta cứ lấy ra những cái đó để mọi người áp đặt lên là sau này thế này kia, rồi tôi thấy nó rất là buồn cười. Nên tôi xin được nhắc lại một lần nữa, tôi và My luôn luôn là những cái sự khoảnh khắc yêu thương dành cho nhau. 6 tháng qua mọi thứ tôi đều làm y những gì mà tôi nói, và thậm chí là tôi còn làm uy tín hơn với những điều mà mình đang nói. Nên là chúng ta đừng khắt khe với một cái đứa trẻ quá. Cái điều quan trọng nhất cuối cùng của hành trình này Hồng xin được nhắc lại là giúp cho My có một cuộc sống tốt, và My trở nên là một con người có ích cho xã hội và hạnh phúc. Đấy cũng là cái điều mà rất là nhiều người chúng ta mong muốn. Vậy thì chúng ta chỉ cần tập trung vào cái điều đó thôi. Còn sau này mọi thứ nó là nhân duyên như thế nào thì cái đó là trời. Còn mọi người chúng ta cảm thấy không bằng lòng thì vác thang lên hỏi ông trời, chứ đừng hỏi ông Hùng hay là hỏi My. Ok nha mọi người. Đó, nên là đừng có lên trên livestream và bịa đặt ra những cái câu chuyện tào lao nữa. Hùng xin được nhắc lại, sau ngày hôm nay mà trên phiên live vẫn có những cái buổi live mở ra để suy diễn hay là bịa đặt nói cái này cái kia thì mọi người phải tự chịu trách nhiệm với những lời nói của mình nha, chứ mọi người đừng vẽ ra giống như bộ phim Ấn Độ hay là phim Hollywood, cái đó nó tào lao bi đao lắm. Hùng nghe Hùng cứ cảm thấy nó cứ buồn cười sao. Thiệt tình luôn á. Có những cái sự thật nó rõ ràng rồi, cứ bịa đặt rồi nói thế này kia là My tình nguyện hy sinh để cho ông Hùng đi tìm người yêu được. Lúc tôi la nghe nó cứ kiểu cực kỳ là mắc cười, trong khi tôi đã nói ngay từ đầu hành trình này là hành trình kết nối, chứ phải hành trình tôi ký cái người giám hộ để tôi kết hôn với nó sau này đâu, mà lên live rồi bịa đặt đủ thứ trên đời tùm lum tùm la. Rồi ok mọi người, rồi một lần nữa Hùng xin được nhắc lại, My là một cái đứa trẻ, và khi Hùng ở độ tuổi của My, Hùng cũng chưa bao giờ chắc chắn rằng mình đã 100% thành thật với ba mẹ. Mình vẫn giấu ba giấu mẹ, mình cờ rớt nhỏ này mình cờ rớt nhỏ kia là chuyện bình thường mà mọi người, đây là một cái điều hết sức là bình thường. Là Hùng xin được nhắc lại, cái việc mà My có tình cảm với ai đó hay là đôi khi giấu Hùng để mà này kia thì đấy là cái chuyện bình thường của cái đứa trẻ, và My cần phải lớn lên. Và bây giờ My cứ hiểu được rằng là Hùng luôn luôn đồng hành để giúp cho My trở nên trưởng thành. Nhưng mà đổi lại, bắt đầu từ ngày hôm nay, Hùng mong rằng là My sẽ có thể là thành thật với Hùng hơn, để có thể là cùng nhau biết được những cái tâm tư của My là như thế nào. Ví dụ như sau này mà có yêu anh nào thì kêu ba ơi ba thử coi anh này đức tính như sao, đến lúc đó ba lại ba check va cho xem coi là mọi thứ nó ok nha. Rồi ok. Rồi hôm nay Hùng xin được giải quyết vấn đề này cuối cùng ở trên live. Sau này mọi người chúng ta không cần phải nhắc lại những cái vấn đề này nữa. Hùng nghe nó cứ buồn cười sao á. Mọi người mê phim ngôn tình thì mọi người cứ mê, nhưng mà đừng áp đặt vào Hùng hay là My phải sống theo cái điều mà mọi người muốn.
đừng có phim ngôn tình nhiều quá rồi cứ nghĩ này nghĩ nọ nghe nó cứ buồn cười sao cũng không hiểu được luôn. Rồi ok nha. Bây giờ thì hôm nay sẽ là một cái phiên live, và trong cái phiên live ngày hôm nay thì mọi người thấy rồi, hôm qua thì Hùng không có bán hàng, và trong phiên live ngày hôm nay là cái phiên live tập trung vào cái việc mà đem lại cho mọi người nhiều cái voucher, và cái lợi nhuận của cái phiên live ngày hôm nay thì mình cũng dành cho cái chương trình thiện nguyện hai hôm nữa đi Đắk Lắk, nên là mong mọi người chúng ta trong phiên live ngày hôm nay để ý xem có những cái voucher nào mà nó thực sự là hợp lý với túi tiền của mọi người thì mọi người chúng ta cứ nhấn vào giỏ hàng và chúng ta mua. Còn nãy giờ mọi người cứ comment nào là Hùng yêu đi hay là Hùng lấy vợ đi, ok chắc chắn cái điều đó là điều phải có, chắc chắn luôn, mình phải nối dõi tông đường, mình cũng phải lấy vợ đẻ con như mọi người, nhưng mà cái đó nó là cái duyên, mình không phải là tự nhiên trên live mình nói cái là mai mình có người yêu liền. Nhiều khi một cái người ba mươi mấy tuổi trải qua nhiều cái sóng gió của cuộc đời này đôi khi chưa chắc đã dễ dàng để có thể là tìm được một cái người phù hợp, nên mà mọi người chúng ta cứ an tâm, nếu như mà trong thời gian sắp tới mà mình có tìm được một ai đó nó phù hợp, nó khiến cho mình cảm thấy cuộc sống nó bớt cô đơn hay là gì đó thì mình sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Và nếu như mà mọi người chúng ta nghe những gì mà Hùng chia sẻ mà mọi người cảm thấy rằng là ông thầy của mình đã có người yêu rồi, ông thầy của mình đã có một cái bờ vai để mà được chia sẻ rồi và mọi người cảm thấy mừng vì cái điều đó thì Hùng rất là vui. Còn hiện tại bây giờ mình đừng bàn sâu về vấn đề đó, hiện tại mình chưa có thì cái đó là để ông trời ông tự sắp đặt thì mọi người nhá. Nên là hy vọng rằng là mọi người cứ đóng vai trò là một cái người theo dõi hành trình này và nhìn Hùng là một người kết nối nhá. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại cái phiên live ngày hôm nay. Bây giờ